mới chạy qua nhà ngư dân, con trả đồ, thì con phát hiện ngư dân bắt được mấy con tôm tích to và cá quý hiếm. Dạ, xin chào Bồ Tát Diệu Liên. Được Bồ Tát gửi cho 300.000. Con xin phóng sanh tôm tích siêu to khổng lồ, tôm tích con và một con cá rất là lạ. Để con xuống nước rồi con sẽ nói tiếp nha. Nước rút nhanh vậy. Con này nè, giải cứu những động vật trong thiên nhiên, mình mới gặp được những con kỳ lạ đặc biệt quý hiếm như thế này. Nhìn giống con rồng không ạ? Có cái sừng nè. Con này con gì em? Bây giờ mình sẽ hỏi anh ngư dân. Cá màu ếch hả? Đấy, ở trong thiên nhiên thì mới có thể giải cứu được những con đặc biệt như vậy à. Đi trả cái tụng thì thấy cứu được mấy con này. Bé bé xuống nước hết luôn đi. Bây giờ con sẽ rộng cho nó khỏe lại. Dịp bữa nay bắt ốc hả? Ok. Hình đi trông coi mấy bạn nha. Khỏi đi theo, trông coi mấy bạn đi. Ra ngoài nước sông lớn rồi thả. Thả đây sợ bị mắc kẹt. Ồ, ở đây cũng được rồi, thôi anh thả đây. Đây hồi nước nó rút không ta? Vậy hả? Tạm biệt mấy em nha. Dạ, thả đây cũng được ạ. Thì con là chỉ giải cứu những cái con nào mà nó quý hiếm, đặc biệt. Trong môi trường của chúng ta không có nó nhiều thì con mới cứu thôi. Con xin thả tôm tích đây. Con quay phim lại để cho quý vị Bồ Tát coi. Đây là những cái cảnh quay mà không ai làm cho quý vị coi được à. Tôm tích. Tôm tích nó có hai cái càng giống như là bọ ngựa vậy đó. Đây, hai cái càng hai bên. Dạ. Đây, nó giống như con bọ ngựa dưới nước. Dạ. Cua nhỏ. Các bạn ơi, ai thích ăn thịt tôm tích, hãy nhìn hành động giải cứu động vật của Tây Un đây. À,
bé tôm tít này thì yếu quá sống không nổi nên đã quy tiên rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ con xin thả hết mấy bạn tôm tít, thấy cũng khỏe hết rồi. Con đang giữ là để mục đích con coi coi cái sự khỏe lại có thật sự hay không. No, đừng kẹp, thả cua mà. Cô đừng kẹp nha, thả cua nha. Cái này là con ghẹ thưa quý vị, con ghẹ. Đây là con ghẹ. Đây là con cua nhỏ. Dạ, vì nước rút nó rất là nhanh, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ không còn nước. Hy vọng mọi người thấy chú cá màu hồng này đừng bắt hại làm thịt nha. Dạ, chú cá này rất là xinh đẹp và rất là hiếm trong tự nhiên rồi ạ. Dạ, xin mời Bồ Tát Diệu Liên niệm Phật đi ạ. Video con làm chia sẻ Bồ Tát cứ xem và cứ niệm Phật và hồi hướng công đức cho người thân, gia đình và bản thân của mình. Cái này là con giải cứu con cháu của thủy thần chứ không phải là bình thường đâu ạ. Như con cá này nó cũng rất là đặc biệt đúng không? Mọi người hiếm khi nào gặp nó, chỉ sống trong thiên nhiên mới thấy nó thôi. Mình tạm biệt bạn nha. Giờ đây con sẽ phóng sanh hết số tôm tích này. Giờ có một tôm tích này thì đã hy sinh rồi. Hai tôm tích hy sinh. Còn lại sống rất tốt. Dạ. Dạ, hai bạn tôm tích đã hy sinh thì con về con làm thức ăn cho con vịt. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Thì con phóng sanh cỡ này cỡ chắc khoảng chừng 100 ngàn thôi ạ, cũng còn 200 ngàn. Thì ngày mai con sẽ phóng tiếp. Quý vị ủng hộ con thì con có cơ hội giải cứu được những cái loài đặc biệt trong tự nhiên. Dạ. Tiếp theo con cho quý vị coi một bài học kinh nghiệm nữa về việc phóng sanh cá. Là chúng ta không bao giờ phóng sanh vào lúc nước ròng, nước cạn. À đây. Thí dụ như con đang phóng sanh ở đây cho quý vị thấy là khi mà nước nó đang rút, những cái con tôm tép này nó không kịp thức tỉnh để trở về thiên nhiên. Dạ, là nó sẽ bị mắc kẹt lại ở đây và không đi được. Là bây giờ con phóng sanh là con phải đi theo ghe của người ta bắt và con thả liền luôn. Không làm như vậy á, thì cái sự thành công hiệu quả không cao. Như con là giải cứu chuyên nghiệp rồi ha, mà con vẫn còn để mắc phạm sai lầm đây nè. Đó, thì quý vị mà phóng sanh sai cách, sai môi trường một cái người ta bắt lại. Dạ, người ta làm hại lại thì phước đức đó nó đâu có đâu. Nên... bây giờ con phải gom lại những con sống, con chết. Và quý vị thấy chết cũng rất là nhiều đúng không ạ? Giải cứu này nó không có thành công mấy. Con thì con muốn cứu là phải sống hết chứ con không muốn cứu kiểu này. Đó là lý do con sẽ bỏ cái chương trình mà mua của người ta đem về. Và con bắt buộc phải đi theo ghe. Thì sắp tới con giải cứu động vật sẽ cực hơn nữa. Dạ. Giải cứu đúng cách là phải lội sông, lội sình như vậy. Ra giữa sông rồi đó, mình thả.
tìm đúng cái môi trường nước nhiều. Ok. Rồi, giờ sẽ chọn lọc ra những em nào sống, sống được thì mới thả. Giờ để đây cho mấy em tỉnh, tỉnh thì chui ra, nước cạn tới đâu con thả tới đó. Mọi người đã hiểu rồi đúng không ạ? Giải cứu động vật đúng cách không hề đơn giản. Nếu có thực sự quan tâm xin cho một cái like, đó là động lực. Không cần nhấn đăng ký, bởi vì con kêu yêu cầu nhấn đăng ký, mọi người sẽ nghĩ rằng cái tiêu nó cần sự nổi tiếng hay không. Không cần. Không cần nút vàng, nút kim cương, nút ruby gì hết. Và cái nút nó không có ý nghĩa, không có cứu được thiên nhiên động vật. Phải là sự quan tâm chân thật mới được. Để cái tiền chạy quảng cáo đó con để giải cứu động vật, nên đó là lý do con không tốn một xu để PR cho mình nổi tiếng. Ra đây ngon rồi, ở đằng kia có mấy con cò đang ngồi rất đẹp nè, năm chú cò. Hồi xưa cò ở đây là kín trên cây luôn, do người ta chặt phá rừng đước bên trong á, nên không còn nữa. Sắp tới rồi đây đường cao tốc nữa thì có thể người ta còn tàn phá dữ hơn, nên mọi người ủng hộ con để nhà nước Việt Nam thấy được quan tâm, mà không có để cho vì cái lợi nhuận mà tiếp tục tàn phá thiên nhiên xung quanh đây. Rồi, khỏe nè. Tôi trông chừng cho mấy bạn khỏe rồi tôi mới thả mấy bạn, chứ không để mấy bạn bị mắc lưới chết nha. Nên ai khỏe rồi thì cứ việc mà đi nha. Nước chảy rất là mạnh. Nhìn trong đây thì mọi người thấy có bao nhiêu con sống, bao nhiêu con chết nha. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái level của Tiun bây giờ mới giải cứu được cá bóng thôi sao? Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Hy vọng là con sẽ sống về tự nhiên nha. Cố gắng lên nha con. Thôi đi nè. Đó, yếu như vậy là đi thế nào cũng bị dính vô lưới. Cẩn thận nha con, mấy cái lưới người ta đặt sát sát bờ đó. Rồi người ta đi te nữa. Chạy kiếm chỗ nào trốn nghỉ ngơi đi nha. Em đang làm việc giống như Bồ Tát vậy đó. Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn nè quý vị. Đi nha con, khỏe rồi, đi đi. Dạ. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Những anh chị nào mới bắt đầu phóng sanh á thì có thể cứu được. Còn cái level của em bây giờ thì em sẽ không làm kiểu này nữa. Mất thời gian. Nè, nhìn đi, em ngồi dưới sông nè. Đó. Em ngồi dưới sông em đợi cho từng con tỉnh rồi em niệm Phật. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó. Rồi con nào chết thì em lại niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi con nào mà em không biết nó sanh thiên hay nó chết sống sao, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ. À, thì những con mà có phước báo lớn á thì nó sẽ sanh thiên, nó lên trời, bởi vì nó là chư thiên. Mà đến thế giới này, thí dụ làm bài học này cho quý vị coi xong là người ta vãng sanh, người ta về cõi trời. Còn những cái chúng sanh nhỏ bé hơn nữa, không có đủ phước kiếp sau lại làm con tôm nữa thì sao? Nên phải niệm A Di Đà Phật. Ôi, con quả đó, đó. Đừng có nhìn con quạ gì xem thường nha. Đó là một chư thiên đó, đang dùng cặp mắt quạ để quan sát việc con đang làm có thật là chân thật hay không. Nên quỷ thần ở hai bên chúng ta, một vị thần nào đó chẳng hạn, thần sông chẳng hạn, lính của thần sông cũng đang cho lính nhìn coi con đang làm hay con đang lừa dối mọi người đó. Hay vậy. Con muốn giải cứu tốt hơn, con sẽ không cứu kiểu này nữa đâu. Con thả luôn thẳng từ tự nhiên luôn. Kiểu này mệt quá.
ngồi lựa lựa sống chết rồi quay phim. Cảm ơn Bồ Tát Diệu Liên cho con được cái buổi hôm nay để làm bài học kinh nghiệm cho mọi người về việc phóng sanh. Nhờ ơn Bồ Tát rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đang xem cái chương trình này. Dạ. Cảm ơn một lần nữa với tất cả lòng thành và biết ơn. Món quà từ đâu tặng tới vậy? Hộp sữa Ensure để bổ sung sức khỏe cho con đó hả? Và đây là những con tôm đã bị chết. No. Vẫn còn một con sống nữa. Đây. Okay. Giờ mới chân thật là chết sạch sẽ, không còn một em. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay chắc mọi người đã có bài học kinh nghiệm rồi, đã thấy được tiêu giải cứu động vật đúng cách là như thế nào rồi, đúng không ạ? Đâu phải đơn giản đâu, đúng không các bạn? Đâu phải thả là xong. Đang cúng ông địa hả con? Mỗi lần cúng ông địa là hút một điếu thuốc hả? Trời xanh voi, xanh cỏ, xanh người thiện, người ác. Nhưng mà người thiện nhiều thì tốt. Mình sống trong cõi dục mà có nhiều người thiện thì cõi này không còn là cõi dục nữa. Nó sẽ thành cõi tiên. Hôm nay xe rác vô đây phục vụ rồi. Ồ. Oh. Dạ, xin chào. Ủa, em cũng có rác nè.